tục với cà phê sáng ngày hôm nay, Zillow công ty chuyên môn đăng bán nhà ở trên mạng hôm nay báo cáo đặc biệt là tại khu vực miền Nam California. Mà khi nói tới miền Nam thì quý vị thấy đã chảy dài từ San Diego cho tới Ventura County. Có tất cả 5 quận nằm trong khu vực miền Nam California. Ngày hôm nay Zillow tuyên bố đây là tin một lần nữa Ngọc Lan, tin buồn cho những ai đi tìm mua nhà. Họ nói rằng mặc dù nó là phân lời cao có lúc tới đến 7,75%, 8%. Vậy mà số nhà bán ra ở miền Nam California vẫn ít ỏi. Cái tiền vay mượn đã cao rồi, nó khó khăn rồi. Thì người ta cứ tưởng là thị trường sẽ bị áp lực để giảm giá. Thế nhưng trong suốt một năm qua họ nói rằng là tháng 2 của năm 2022 là giá nhà cao nhất. Nhưng mà đến tháng 10 này thì thực sự nó vẫn cao như thường. Khoảng trung bình trung bình 832.000 tới 839.000 một căn. Khi mà nói tới giá nhà trung bình thường thường họ lấy giá nhà cao nhất so với giá nhà rẻ nhất phải không ạ? Nhưng mà thực sự với cái giá trung bình đó cũng có nghĩa là những người đi mua nhà phải chuẩn bị với cái số tiền là 839, 800.000 trở lên mới có thể nghĩ tới việc mua nhà chứ còn ừ. à, thực sự với cái số tiền đó quý vị đến quận cam chắc khó lòng mà tìm kiếm được mua được một cái căn nhà gọi là căn nhà vừa ý chứ không phải condo hay thao hao gì cả đó thưa quý vị với một cái giá trung bình một à, với cái 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 diện tích 1.400 1.500 feet thậm chí có những cái diện tích rất nhỏ mà đăng bản bán cũng trên 800.000 Mỹ Kim thì đó là cái giá mà họ nói rằng những người đi mua nhà phải trả cho dù với cái tiền mượn cao hơn nhiều. Chưa hết, nếu mà mua phải những cái khu vực mà có association, HOA đó, là phải trả thêm các chi phí. Rồi tiền bảo hiểm cũng tăng lên, rồi nhiều thứ khác. Cho nên giấc mơ của làm chủ được một căn nhà câu bộ khó ở miền Nam California này lắm. Với cái báo cáo mới nhất, đây là báo cáo của tháng 10 vừa qua thì họ nói so sánh trong suốt thời gian mà giá nhà lên tới đỉnh điểm là tháng 2 của 2022. Bây giờ nó cũng chẳng khác là bao nhiêu chứ. Không bị ảnh hưởng bởi vì sao? Nói là không có nhà để mua. Nhưng mà có tin rò rỉ là năm tới uh, giá uh... À, những cái tiền lời nó bắt đầu nó xuống à, đúng đúng, đúng tiền lời thì bây giờ yeah, nó đang xuống tiền, rồi tiền và xuống. thị trường chứng khoán bây giờ đang tăng lên và họ tin tưởng là tiền uh, tiền mà mà phân lời để quý vị mượn nhà cũng sẽ giảm trong sang năm. Giảm thì giảm, họ nói rằng ngay cả tiền lời tăng mà cái giá nhà nó không xuống nổi nữa mà thì làm sao? Còn thì dạ giảm thì, thì cứ làm làm khiến Dạ yeah, đúng. Họ nói, <laughs> nói rằng nhà đến nhà năm 2024 đúng. giá nhà ở miền Nam California và một số các nơi sẽ tăng lên thêm ít nhất hai phần trăm là nhiều lắm. dạ, yeah. yeah, cái đó là giá nhà. Còn lại giá cô dâu, à, có giá cô dâu. Giá mua nhà mới để rước cô dâu về là phải trả thêm cái tiền yeah. cô dâu nữa. Hả? Giá cô dâu, quý vị nghe ở Việt Nam mình ở những cái vùng miền Bắc ha, rồi hay là ở Trung Quốc, đặc biệt ở Trung Quốc á, có yeah. cái nạn mà gọi là thách cưới. Ở đó mình cũng có những cái bài vè, những bài ca dao về cái chuyện mà thách cưới đó. Yeah. Thì ở Trung Quốc vừa rồi có một cái, cái câu chuyện liên quan đến một người đàn ông 35 tuổi Anh này sau khi mà bị thách cưới cái số tiền nó lên đến nhiều quá Đầu tiên đó, thì những người mai mối họ vẫn có nghĩa là cái dù quen nhau nhưng mà đến chuẩn bị đám cưới phải có người mai mối Thì à, gia đình cô dâu đặt ra cái giá cho anh này là phải cái thách cưới đó là 168 ngàn tệ tức là quy ra khoảng 23 ngàn đô la khoảng 23.000 đô la. Rồi xong rồi anh này cũng mới đầu cũng ráng nhưng mà ừ. đến trước cái chuẩn bị à uh, là cái cái lễ đính hôn đó thì bên đàn gái lại đòi thêm 30.000 tệ nữa, tức là đòi thêm khoảng hơn 4.000 đô la nữa. Cái cuối cùng anh này giận quá, anh nói, Dẹp không luôn. cưới nữa. Dạ. Yeah. Anh lấy cái tiền đó đó, số tiền đó anh đi du lịch trong 5 tháng, wow. đi qua 40 thành phố thì cái, cái câu chuyện của anh này kia anh kể anh bỏ lên trên mạng xã hội anh kể anh đi du lịch rồi anh dùng cái số tiền đó nhưng mà cũng chi tiêu rất là tiết kiệm mới đi qua 40 cái thành phố như thế nào để anh chụp hình những cái hành trình anh đi ra làm sao vân vân nhưng mà cuối cùng sau 5 tháng đó thì anh nói là À, ước mơ của anh đi du lịch nó vẫn còn tiếp tục nhưng mà thôi chắc đến lúc anh phải quay về nhà với bố mẹ và suy nghĩ xem đi tìm một cái mối hôn nhân khác mà cái mối đó không có đòi cái tiền thách cưới quá cao như vậy. À, cái chuyện mà cái cái tục mà thách cưới đó gọi là người ta gọi thường gọi là cái hủ tục tức là nghe nó nó không có được tốt thì người thường người ta gọi là cái hủ tục. À, họ ừ. nói là thách cưới ở bên Trung Quốc có những nơi đây là cái điều mà giới trẻ đó thì người ta phản đối nhưng mà những người mà còn giữ cái phong tục đó cái hủ tục đó đôi khi họ quyết định là họ phải làm nếu như mà con họ không có được bên nhà trai con gái không có được bên nhà trai trả những cái món tiền giống như họ mong muốn thì họ cảm thấy cái điều đó là rất là mất mặt ừ. con họ không có được giá không có được đề cao vân vân cho nên lý. đôi khi những người trẻ thì họ không màng đến chuyện đó nhưng mà người lớn tuổi thì họ bắt buộc cho nên Năm ngoái, họ nói là cũng có một cái người đàn ông ở miền Đông Trung Quốc á, cuối cùng phải chọn cái cách là chia tay luôn với bạn gái là bởi vì gia đình cô dâu đòi cái tiền thách cưới lên đến là 380.000 nhân dân tệ tức là họ quy ra hơn 50.000 đô la. Cái tiền đó ở đây mình cũng thấy nhiều nữa huống chi là ở Trung Quốc. Thì đây là những cái tập tục mà Ngọc Lan nghĩ đối với một số gia đình Việt Nam á họ ở việt nam họ vẫn còn giữ cái này tức là đi cưới thì đến dạm ngõ dạm hỏi thì bắt đầu bên nhà gái yêu cầu rằng ok trong lễ cưới đó muốn đi hỏi đi cưới con gái tôi thì phải có cái này cái này cái này họ đề ra một đống luôn nhưng mà đôi khi những cái gia đình cái họ bắt đầu hụt hặc thì nói là không không cưới nữa thì cuối cùng á cái người bị ảnh hưởng chính là cô dâu chú rể hay là Bùa chính là mà. cái đôi trẻ ừ. đó chỉ vì những cái chuyện của người lớn để làm nở mài, ừ. nở mặt mà cho nên mình gọi đây là cái hủ tục như vậy. Moon đăng hộ đối rồi à, cô bên nhà gái bên Ấn Độ nó học yeah. là phải trả hết các chi phí nếu oh, mà muốn bên nhà gái lấy, lấy được yeah. chồng đó. Còn đó bên có... ở ở bên Việt bên Nam chủ... hay là à, Trung, Trung Quốc, Quốc thì là chú rể, chú rể phải chữ, là trả. Là trả. À, chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị tiếp tục với các bản tin thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo này và tạm chia tay với Ngọc Lan. Hẹn gặp lại anh Thủy vào tuần tới. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai.